Ban Nguyễn Thị Tu Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Sở Nội vụ đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua tờ trình về giao biên chế công chức đối với các Sở, Ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2022 là 1.791 biên chế. Cũng theo Sở Nội vụ, trong năm 2021, công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên tinh thần giữ ổn định biên chế và từng bước thực hiện tinh giản biên chế. Việc tuyển dụng tiếp nhận công chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Về biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 1055 giao 1.791 biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tây Ninh năm 2022, giữ nguyên biên chế công chức so với năm 2021. Tại cuộc họp Ủy ban nhân tỉnh phiên thường kỳ tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua biên chế công chức năm 2022 là 1.791 biên chế, giữ nguyên như năm 2021. Trong đó, đối với sở ban ngành tỉnh là 969 biên chế, đối với cấp huyện, thị xã, thành phố là 822 biên chế. Nội dung này cũng sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2021.